Chào tất cả các bạn. Wow, hôm nay là ngày 1 tháng 5. Mọi người nghỉ lễ, đi chơi lễ, rất là vui. Mình thì không nghỉ lễ, ngày 1 tháng 5 mình vẫn lao động. Ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động mà các bạn ơi. Nó là mình vẫn cứ tinh thần lao động ở nhà. Buổi sáng nay thì chạy thể dục chung với Bambi và một số các bạn, bạn Trinh, bạn Trâm trà sữa Go, bạn Thảo bên Mắc Tiêu Huy, và bây giờ là rồi mình viết sách, rồi bây giờ là mình lên mình live stream cho các bạn. Hồi giờ mình rất là ít live stream ban ngày, hôm nay thì live stream ban ngày xem thử các bạn như thế nào. Không biết là các bạn ok rất là khi live stream buổi sáng, tại hôm nay là ngày lễ mọi người đi chơi hết, mình rảnh là mình live stream buổi sáng. Ngồi viết sách thì hoài thì nó cũng chán, mở live stream cho nó thú vị. Vâng, và rất là vui được làm quen với các bạn. Mình chào bạn Lụa, mình có nghỉ lễ chứ không phải là không, nhưng mà nghỉ lễ ở nhà không có đi chơi, tại vì ngày lễ đông đúc lắm. Đi chơi đông đúc lắm, mình thích đi chơi ngày thường cho nó thoải mái, ngày lễ quá đông đúc đi. Và ở nhà mà làm những việc mình thích hơn nhiều. Chào bạn Lê Ngọc Tâm. Và hôm nay mình chia sẻ cái chủ đề là 10 điều mà Facebook thích chúng ta làm. Mấy điều các bạn? 10 điều. Và ban ngày nên mình live stream ở trong cái phòng làm việc của mình. Mình live stream tại cái phòng làm việc của mình. Buổi tối thì mình hay live stream ở ngoài phòng khách. Ban ngày thì mình live stream. Chào bạn Đàm Quang Nam. Rất vui làm quen với các bạn. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì chúng ta cùng nhau comment và làm quen nhé các bạn ơi, để chúng ta kết nối với nhau. Và buổi tối thì thường thường mọi người xem livestream rất là đông đúng không? Ban ngày thì mình thấy cho tới giờ này mới có khoảng 30 bạn thôi. Chắc chắn là ban ngày sẽ không đông bằng buổi tối đâu. Tuy nhiên chúng ta vẫn cứ livestream để chúng ta cùng nhau xem. Livestream của chúng ta là hôm nay nói về 10 cái điều mà Facebook thích chúng ta làm. Ngày hôm nay thì gần như là ai cũng có Facebook, ai cũng chơi Facebook. Đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta là ứng dụng Facebook bán hàng thì lại nhiều nữa, nhưng mà chúng ta lại chưa hiểu về Facebook nhiều, chưa hiểu về những cái quy luật của Facebook nhiều. Chào bạn Trần Phúc, chào bạn Quốc Hoàng. Các bạn nào mà ở cái khu vực nào á, các bạn nhớ là các bạn comment luôn lên luôn nhé, để các bạn ở cái khu vực đó để mình biết. Thì trước khi vào chủ đề chính thì mình giới thiệu về mình một chút xíu. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, nay mình 42 tuổi, và mình hiện tại là mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Bitraining. Thì cái vườn ươm doanh nhân của Bitraining mình thành lập năm 2009 cho tới giờ. Thì chuyên đào tạo và giúp các bạn ra khởi nghiệp làm kinh doanh, đào tạo ra những người chủ làm chủ doanh nghiệp. Mình không có dạy làm giàu nhé, mình không có dạy làm giàu. Giàu hay không là quyền ở các bạn, nó không phải là nằm ở mình. Mình chỉ tập trung vào cái phân khúc các bạn nào thích làm kinh doanh thôi. Có những bạn ra bạn làm công vài năm rồi, bạn thích đi làm kinh doanh mà bạn không biết bắt đầu từ đâu, và nó làm cho bạn mất mát rất là nhiều tiền. Mình thì cách đây 20 năm mình cũng vẫn giống như các bạn vậy đó, mình vẫn cứ ra khởi nghiệp và mình không biết cách, và mình cũng mất tiền. Mình bán nhà bán cửa, mình ra nhà trọ mình ở. Các bạn nhận ra điều này. Và thông qua những cái việc đó thì theo năm tháng mình rút kinh nghiệm và mình kinh doanh được. Và cho tới về sau này thì mình là người nói cà lăm, mình cũng đâu có quan tâm gì tới cái việc đi chia sẻ và đào tạo ai đâu. Thì năm 2009 thì cái cơ duyên, tự nhiên cái cơ duyên nó đến với mình, thì một người cà lăm thì lại là đi đứng lớp, nó mới kỳ lạ chứ. Và ngày hôm nay qua những năm tháng, cái việc đứng lớp đó nó làm cho mình đỡ nói cà lăm hơn. Dĩ nhiên mình vẫn cứ còn nói cà lăm, nhưng mà có lẽ là nói nhiều và ý thức hơn nên cái việc cà lăm nó đỡ hơn. Và cho tới sau này thì đứng lớp hoài thì nó quen hơn. Và theo năm tháng về sau nữa thì các nơi mời đứng lớp, mình ngoài đứng lớp việc của mình thì mình phải đi đứng các nơi. Ví dụ là sang tuần sau là mình phải đứng lớp ở trường cao đẳng công nghệ thông tin. Mình đứng lớp tới 2 ngày ở đó cho các bạn sinh viên, để giúp cho các bạn hiểu ra được về cái ý thức kinh doanh. Thay vì chúng ta học, chúng ta ra, chúng ta chỉ biết xin đi làm công thôi, thì chúng ta còn ý thức ra được có còn một con đường khác là chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp.
Và hiện tại thì các trường cũng từ từ từng bước họ mời mình đi đứng lớp. À, và càng ngày thì mình tự tin hơn cái cà lăm của mình. À, còn mình không có chỉ cho các bạn làm giàu. À, các bạn làm giàu không là cái việc các bạn muốn thôi. Chỉ gì? Làm giàu cho mình chứ làm giàu cho ai mà chỉ. Ok. Mình chỉ tập trung vào hướng dẫn các bạn làm kinh doanh. À, và chúng ta rất là rõ ràng như vậy, bởi vì mình có cái kinh nghiệm ở chỗ này thôi. À, mình có kinh nghiệm làm kinh doanh, mình chia sẻ bạn làm kinh doanh. Vâng, và cái chủ đề hôm nay là một trong những cái chủ đề mà nó rất là nóng. Vì sao nóng? Ai cũng sử dụng Facebook. À, rất là nhiều người sử dụng Facebook làm kinh doanh. À, tuy nhiên bạn làm như thế nào để cho nó phù hợp? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn làm 10 điều mà Facebook thích bạn làm. Thích bạn làm Facebook á. Cái ông chủ Facebook á, ông thích bạn làm. Và hôm sau có thể là mình chia sẻ là 10 điều mà Facebook không muốn bạn làm. Facebook khuyên bạn đừng có nên làm. À, và nếu mà bạn biết 10 cái điều này thì nó sẽ hay hơn, nó tuyệt vời hơn. À, đối với các bạn thôi. À, giúp giúp ích cho việc kinh doanh của các bạn thôi. Còn cái việc này là mình cũng làm lâu nay mà. À, nó là các bạn nên chia sẻ cái đoạn livestream này về nhà các bạn đi, để lưu lại, để các bạn xem đi xem lại để nhớ, để giúp cho cái việc kinh doanh của mình nó tốt hơn. Đó là cái thứ nhất. Ok, Trí không đi chơi hả? Trí ơi, à Trí không đi chơi hả? À, và cái thứ hai nữa là bạn chia sẻ về biết đâu bạn bè của mình, chị em của mình, ai đó họ làm kinh doanh thì họ như thế nào, à họ xem được cái livestream này, à họ biết được và họ cảm ơn bạn. À, thấy chưa? À, chào bạn Dũng. À, bạn bạn Dũng lại không đi chơi lễ à, mình kêu lễ mình xuống với bạn Dũng mà lây hay với một phần cũng làm biếng đi ra đường với trời nắng quá. À, à chào bạn Hà Thanh Tùng ở Kiên Giang, em ở nhà tu luyện thôi. Ok, rất là tuyệt vời. À, tu luyện đi rồi trước sau cũng thành công thêm. À, bạn Mai Hương, ủa sao bữa mà thấy em đi học lớp marketing, em đi học đâu cũng buổi cái thấy em đâu mất tiêu. Mai Hương ơi. À, vâng, và các bạn ở khu vực vùng miền nào thì các bạn comment xuống. Ok chưa? À, các bạn chia sẻ về trang nhà các bạn. À, để chúng ta bắt đầu. Ok chưa? Rồi bây giờ các bạn sẵn sàng chưa? Bạn sẵn sàng rồi thì bạn nói bắt đầu. À, và trước tiên là mình nói là 10 điều, 10 điều Facebook muốn về bạn. Ok chưa? Tức là Facebook á, cái ông chủ Facebook á. À, chào chào anh Pháp. À, ok. 10 điều Facebook muốn về bạn á, 10 điều. Cái ông chủ Facebook á, ông muốn bạn làm á. Ok chưa? Thứ nhất nè, các bạn ghi vào. Thứ nhất là ông thích bạn chia sẻ về những cái gì mà liên quan đến cá nhân của bạn. Liên quan đến cá nhân của bạn á. À, liên quan tới cá nhân bạn, ghi vô. Ông chủ Facebook á, ông thích bạn chia sẻ những cái gì á liên quan đến cá nhân của bạn. À, chào bạn Ngọc Huỳnh, có em chút chút xíu mình livestream Facebook xong mình inbox thông tin cho em. À, chào bạn Kiên Lương. Ok. À, rất vui làm quen với bạn Kiên Lương. Vâng, cái ông chủ Facebook á, ông thích bạn chia sẻ về những gì cá nhân của bạn. Ví dụ nha, ví dụ ha. Thứ nhất là bạn chia sẻ về những cái ví dụ như là những cái sự kiện trong cuộc đời của các bạn. Ví dụ như là cái ngày mà bạn sinh con, bạn bạn có đứa con, ok chưa? Và bạn chụp hình đứa con của mình. Tức là cái ngày mà mình được làm bố, cái ngày mà mình được làm mẹ, ok chưa? Và những người trên Facebook á, họ cũng cái đó họ cũng thích, hoặc là cái ngày sinh nhật của bạn, hoặc là cái ngày kỷ niệm với bạn bè của bạn. Tức là Facebook họ rất là thích. À, chào bạn Hải Yến. À, vâng, cảm ơn lời chúc của bạn. Chào bạn Lê Mạnh Trường. Ok, rất là tuyệt vời. Tức là Facebook á, họ rất thích bạn kể, bạn chia sẻ về những cái cá nhân, cái cuộc đời của bạn. Thì khi mà bạn bạn chia sẻ những cái điều này á, thì như thế nào ạ? À? Thì Facebook sẽ như thế nào ạ? À? Facebook sẽ giúp hiện lên new, cái trang new feed á, các bạn, bằng cái trang Facebook nhà bạn bè của bạn rất là lâu. Nó sẽ đứng đó rất là lâu và rất là nhiều người thấy về bạn. À, bạn nhận ra điều này chưa? À, còn gọi là những cái sự kiện á. À, những sự kiện về cái cá nhân bạn, về ngày sinh nhật, về ngày kỷ niệm 1 năm, 2 năm gì đó, về ngày cưới, ok chưa? À, về cái ngày mà chúng ta kỷ niệm với người A, chúng ta kỷ niệm với người B, về một cái sự kiện chúng ta đi nước ngoài,
về một cái kỷ niệm rất là đặc biệt nào đó. Thì Facebook rất là thích những cái dạng chia sẻ nó như vậy. Và các bạn hãy sưu tầm những cái sự kiện như vậy để các bạn chia sẻ lên, thì Facebook rất là thích. Và khi thích thì cái độ tương tác nhiều, và cái độ tương tác nhiều thì cái trang bạn nó uy tín, được nhiều người biết về bạn. Còn không á, các bạn mà cứ lên mà các bạn chia sẻ về bán hàng đồ không á, thì tự nhiên là ít người tương tác. Và ít người tương tác thì ít người biết đến, và không ai mua hàng của các bạn hết, bởi vì người ta không có thích bạn, người ta không có yêu quý bạn nhiều. Chào bạn Nguyễn Tăng Rinh, ok chưa? Cảm ơn bạn Nguyễn Tăng Rinh nhiều. Và trước khi mình đi tiếp, mình mới chia sẻ cái điều đầu tiên, cái điều thứ hai, thứ ba cho tới điều thứ 10 lận. Thì mình giới thiệu về mình một chút xíu. Mình tên là Nguyễn Thế Duy, đúng không? Và hiện tại thì mình có ba cái quyển sách này. Quyển thứ nhất là quyển Beyond the Way, quyển thứ hai là cái quyển Vượt Biển Lớn, và quyển thứ ba là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và các bạn nào mà mua sách của mình, các bạn nào mà mua của quyển sách của mình thì các bạn inbox cho mình, sách sẽ được gì sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước các bạn ha. Sẽ được giao, và các mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng, một cái group riêng, cái group này chuyên chia sẻ về kinh doanh, để giúp cho các bạn hỏi những cái câu hỏi về kinh doanh, giải đáp những thắc mắc về kinh doanh, ok chưa? Nó tuyệt vời hơn nhiều. Và các bạn nên nhớ rằng là cái quyển sách của mình đây, cái quyển sách của mình là cái quyển Vượt Biển Lớn này, ok chưa? Cái quyển Vượt Biển Lớn, đây là cái quyển sách của mình, cái quyển Vượt Biển Lớn. Và các bạn biết rằng là riêng cái quyển Vượt Biển Lớn này nè, mình mất rất là nhiều thời gian, mình mất rất là nhiều thời gian để mình có được nó. Và trong cái quyển này thì như thế nào thì mình dành chia sẻ bạn cái cách mình đi lên từ cái thời kia mình không có đồng nào, mà là vì sao mình ở Sài Gòn này, và mình lại có được những cái kinh nghiệm gì, cái cách nào để mình đi lên từ những cái người không đồng ở đất Sài Gòn này. Và đây là cái cách, đây là cái quyển sách mà rất là nhiều người bạn đọc, và sau khi bạn đọc được thì các bạn học được rất là nhiều kinh nghiệm, truyền cho bạn cảm hứng ra khởi nghiệp, ra làm kinh doanh. Và trong này mình sẽ nói với bạn rất là rõ ràng, chúng ta có hai cái nhóm ở trên đời này thôi, đó là nhóm đinh và nhóm búa. Và bạn hiểu như thế nào là nhóm đinh và như thế nào là nhóm búa. Mình mất 4 năm rưỡi để mình viết ra cái quyển sách này. Tuy nhiên mình nghĩ đây nó không phải là 4 năm rưỡi, mà nó là 42 năm. Nó là cả cái hành trình cuộc đời của mình, nó tích lũy trong cái quyển sách này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã quan tâm tới cái quyển sách này. Và cái quyển thứ hai của mình đó là quyển gì Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Cái quyển này thì cái quyển mình chia sẻ từng cái công việc một trong hành trình làm kinh doanh của bạn. Mình chia sẻ từng cái điểm một, từng bài học một. Trong này nó có 101 bài học. Và ví dụ như các bạn vướng cái gì, ví dụ như là cách nào để bạn sử dụng mạng xã hội, ok chưa, cho nó hiệu quả, thì bạn lật ra cái bài này bạn đọc, và mình chia sẻ bạn cái cách nào để bạn sử dụng cái mạng xã hội nó hiệu quả. Và bất kỳ cái trang nào của các bạn, hoặc là chuyển từ dấn thân sang doanh nghiệp nhỏ, bước đầu tiên của cái việc chúng ta ra khởi nghiệp là chúng ta phải dấn thân. Rồi sau khi chúng ta dấn thân một thời gian rồi, chúng ta có doanh thu rồi, thì chúng ta chuyển sang cái doanh nghiệp nhỏ nó như thế nào, cái quy trình nó đi như thế nào, rồi cái cách nào để chúng ta luyện cái kỹ năng bán hàng của mình, các bạn rồi làm sao để mình hiểu về cái năng lực kinh doanh của mình. Đó là từng cái bài học mà mình chia sẻ cho các bạn. Và bạn nào mà giỏi tiếng Anh thì các bạn đọc cái quyển Beyond the Way, ok chưa, là cái quyển này hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bạn đọc, bạn vừa học về kinh doanh và bạn được học về tiếng Anh nữa. Cái quyển này thì hiện tại đang bán ở trang Amazon, bán ở nước ngoài. Và mình còn đang cái quyển sách thứ tư là cái quyển bán hàng online. Cái quyển này thì mình đang viết, dự kiến khoảng 2 tháng nữa là xong. Vừa rồi mình đã thiết kế cái quyển này thì gần như là xong về nội dung rồi, hết rồi. Bây giờ chỉ còn đang chờ cái khâu biên tập thôi. Vậy là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã nghe cái lời quảng cáo của mình. Và bây giờ chúng ta đi vào chính. Bạn nào muốn mua thì các bạn như thế nào muốn mua thì các bạn hãy nhanh chóng inbox số điện thoại cho mình, và sách sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước, trên khắp mọi miền đất nước. Và mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group,
Và cái group này chúng ta như thế nào ? Chúng ta sẽ làm quen với nhau, mình sẽ chia sẻ bạn về kinh doanh nhiều hơn. Vâng, vậy là vừa rồi mình dành một chút xíu để mình quảng cáo về mình. Và bây giờ tiếp theo nữa, mình đang chia sẻ cái gì ? Cái 10 điều mà Facebook thích về ta. Vậy thì cái điều thứ nhất á, là Facebook rất muốn bạn chia sẻ về những cái cá nhân của bạn. Về riêng về cái cá nhân của bạn, Facebook thích nó như vậy. Những cái sự kiện sinh nhật thì bạn hãy thường xuyên bạn chia sẻ như vậy, hoặc là cái hình, một cái hình cá nhân của bạn bạn chia sẻ lên thì người ta comment rất là nhiều. Hình một đứa con của bạn, hình những người bạn bè của bạn thì người ta Facebook rất là thích nó nhờ vậy. Ok chưa? Vậy thì bạn hãy thường xuyên mà bạn làm nó như vậy thì bạn sẽ được cái sự tương tác nó hiệu quả hơn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cái điều thứ hai là Facebook thích chia sẻ những cái nội dung có cái giá trị cao. Tức là bạn nếu mà bạn là giỏi viết bài, bạn là chuyên gia, và bạn viết bài nó có chất lượng, thì Facebook rất là thích, bởi vì nhiều người họ vô họ đọc và họ like bài của các bạn, họ để lại comment thì Facebook họ rất là thích, và họ đưa những cái bài đó về trang nhà các bạn thấy rất là nhiều, gọi là trên cái trang newsfeed á, rất là nhiều người người thấy. Tức là cái nội dung bạn phải thuộc hàng chuyên gia và bạn luyện viết bài nó rất là hay, hoặc là rất là tếu, hoặc là hài hước rồi đó. Ok giờ thì nó như thế nào ? Thì bạn sẽ được Facebook rất là thích. Và khi Facebook thích á thì Facebook họ sẽ đưa cái thông tin đó về nhà các bạn rất là cao, hoặc là những cái bài viết nó liên quan đến yêu thương, trong phần số 2 luôn, chất lượng cao, nó liên quan tới tình cảm, liên quan tới yêu thương, nó liên quan đến những cái từ cảm ơn, nó liên quan đến những cái từ mà nó thể hiện cái tình cảm á, cái kết nối cái tình cảm với nhau á, thì Facebook sẽ thích cái đó hơn. Hoặc là những cái bài viết chia sẻ mà mang tính chất khuyên mọi người, giúp mọi người, thì Facebook họ thích những cái điều này hơn. Đó là lý do vì sao mà cái trang Facebook nó rất là hiệu quả. Ok bạn Lý Ngân, em muốn quyển mỗi ngày một chút thôi. Ok, sau cái phần này thì cái bạn phụ trách sẽ liên hệ với em nhé, bạn Lý Ngân nhé. Hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn thấy có hữu ích không? Hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn nói là bạn học được rất là nhiều điều. Các bạn xem mà các bạn không comment là mình cũng buồn chứ. Ok, các bạn comment vào. Và các bạn thắc mắc cái gì thì các bạn cứ hỏi lên, để mình vừa xem, mình vừa trả lời, mình vừa chia sẻ thì tự nhiên nó dễ hơn. Nó dễ hơn các bạn ha. Vâng. Vậy thì chúng ta thường xuyên hay sử dụng Facebook thì bằng cách nào đó chúng ta phải làm cho cái Facebook của mình nó càng ngày nó càng hiệu quả ra. Càng ngày nó càng hữu ích ra. Đặc biệt ngày hôm nay á, Facebook nó giúp cho chúng ta làm ăn kinh doanh rất là dễ, đặc biệt là những bạn tập bán hàng. Em học được rất nhiều điều bổ từ thầy. Ok, cảm ơn bạn Hà Phương rất là nhiều. Chào, cảm ơn bạn Lưu Anh Hà. Vâng, các bạn nào mà không đi lễ thì ở nhà các bạn, các bạn như thế nào, các bạn tập trung, các bạn học hành thì điều đó nó hữu ích. Mình cả bản thân mình không đi chơi lễ, bởi vì lễ nó đông quá, mình cũng ở nhà mình viết sách, rồi giờ này mình rảnh thì mình lên mình livestream cho các bạn, thì cái điều này nó hữu ích vô cùng . Nó là các bạn muốn thành công thì chúng ta phải luyện thôi. Chúng ta không luyện, chúng ta cứ ngồi chúng ta mong nó thành công thì nó không có thành công được, mà đã luyện là phải tập trung. Có nhiều bạn cũng làm xuyên cũng luyện, nhưng mà các bạn luyện một lúc nó nhiều thứ quá. Thôi bây giờ á, có nhiều người cứ đứng núi này trông núi nọ, chúng ta đứng đồi của chúng ta thì chúng ta nhìn qua đồi đồi ở bên kia thì chúng ta sẽ thấy đồi bên kia nó xanh lá hơn. Nhưng mà thật sự mà khi mà chúng ta đi qua cái đồi bên kia á, chúng ta đứng nhìn lại cái đồi của mình á, thì chúng ta ồ thấy cái đồi của mình nó quá đẹp luôn, nó đẹp hơn cả đồi của người ta luôn. Tức là đứng núi này trông núi nọ nó sẽ làm gì ? Nó sẽ làm cho bạn mất thời gian thôi. Hoặc là cái thời bây giờ quá nhiều người họ bỏ rất là nhiều công sức để họ leo rất là nhiều núi. Họ vừa kinh doanh là kinh doanh không ra hơi, rồi họ vừa gì ? Họ vừa đầu tư, họ làm một lúc rất là nhiều thứ. Ok chưa? Chúng ta rất mất rất là nhiều thời gian để chúng ta leo nhiều ngọn núi.
thì tại sao chúng ta không tập trung toàn bộ thời gian để chúng ta leo một ngọn núi cho nó tới nơi? À, và ai đó mà như thế nào ạ? Mà dành quá nhiều thời gian để leo rất là nhiều ngọn núi, cuối cùng bạn sẽ không leo được ngọn núi nào hết. Và các bạn để ý xem, những con người đó họ cứ loay hoay, họ rất là bận rộn, nhưng mà thu nhập họ thì nó rất là yếu, nó không đâu tới đâu hết. Còn các bạn thấy người nào mà họ tập trung toàn bộ thời gian, công sức và sức lực của họ để họ leo một ngọn núi đến đỉnh luôn, thì các bạn thấy là họ rất là tuyệt vời, và họ nhanh chóng để họ đạt được cái kết quả. À, nó là chúng ta lang bang quá nhiều thứ, nó sẽ giúp cho chúng ta mất thời gian, mất năng lượng và tuổi già thêm, nhưng mà kết quả chúng ta chưa có được cái gì hết. Nên đó là lý do mà chúng ta cần phải tập trung. À, phải tập trung vô cùng các bạn ơi, phải vô cùng tập trung. À, đừng có đứng ở đồi này rồi thấy cái đồi kia xanh lá hơn rồi phan tâm. À, hãy tập trung. Sự tập trung nó tạo cho bạn cái sự trí tuệ, tập trung nó giúp bạn đi nhanh hơn. À, tập trung giúp các bạn tạo ra những thành quả đặc biệt khác người. Tập trung giúp cho bạn lên đỉnh cao hơn. À, mất tập trung, à, nó làm cho bạn yếu đi. Phân tâm nó làm cho bạn dở hơi ra. Phân tâm nó làm cho bạn không được cái gì hết. Nên đó là lý do mà chúng ta cần phải tập trung hết năng lượng của mình vào công việc của mình. Khi chúng ta làm Facebook cũng vậy, thì chúng ta cũng phải tập trung. À, tập trung nỗ lực. Nếu hôm nay chưa hiệu quả thì chúng ta phải tự hỏi rằng tại sao nó chưa hiệu quả. Và chúng ta rút kinh nghiệm để chúng ta gì ạ? Chúng ta điều chỉnh rồi chúng ta lại đi tiếp. Chứ đừng có làm cái việc theo kiểu mà làm hôm nay không hiệu quả là suy nghĩ tới cái chuyện bỏ cuộc. À, đó là cái suy nghĩ đại chung của rất là nhiều người. Làm chưa đến nơi, mới làm sơ qua quýt, nó không hiệu quả, lại đi bỏ cuộc mất. Vậy thì làm sao mà chúng ta làm được? Nên là chúng ta cần phải tập trung. Ok, cái đoạn live stream hôm nay rất là hay. Nên là các bạn cần phải gì à? Chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn để cho nhiều bạn bè biết. Ok chưa? Và những người bạn bè biết đó họ sẽ cảm ơn các bạn. Một số bạn chưa có chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn nha. Vâng. Vậy thì vừa rồi mình đã nói tới cái điều thứ hai đúng không? Cái điều thứ hai mà Facebook viết về chúng ta là chúng ta phải cần có cái nội dung nó có giá trị. Ok chưa? Và thứ ba là cái tiêu đề bài viết đó, nó phải gì ạ? À? Thứ ba ghi vô, tiêu đề của mỗi bài viết á, nó cần phải thú vị, nó cần phải vui, nó cần phải có ý nghĩa. Tiêu đề bài viết các bạn nên viết hoa, và các bạn cần giật cái tiêu đề bài viết lên cho nó như thế nào ạ? Nó thú vị, nó hay ra. À, ví dụ như là mình đã từng có cái tiêu đề mà nói là đầu năm cạp đất mà ăn. À, cái từ cạp đất đó nó làm cho khách hàng thú vị. Đầu năm... À, vừa rồi mình có đi xem đất và mình tích cái tiêu đề như vậy thì rất là nhiều bạn vào comment. À, hoặc là mình có cái tiêu đề là ăn nhiều sẽ mập, học nhiều sẽ khôn. À, những cái tiêu đề nó như vậy thì nó sẽ hút rất là nhiều người. À, cái tiêu đề nó rất là lợi hại. Và khi chúng ta viết cái Facebook đó, là chúng ta phải cần tập trung cái tiêu đề. Người ta thấy cái tiêu đề hay thì người ta sẽ tập trung, người ta đọc cái tiêu đề. À, và cái tiêu đề bạn để trong cái dấu caps lock á, cái dấu caps lock là cái dấu vuông như này, thì nó lại càng hút nữa, nó nằm trong cái dấu caps lock nó như vậy này. À, ok chưa? À, đầu này chúng ta mở một cái caps lock và đầu này chúng ta mở một caps lock thì nó làm cho mọi người thu hút hơn. Hoặc là cái tiêu đề bạn để số, các bạn thấy cái tiêu đề của mình để số. À, em muốn làm việc nhỏ thôi nhưng khó ưa, nghĩ là sao? Không hiểu ý bạn muốn nói gì. Em muốn làm việc nhỏ thôi nhưng khó ưa, không hiểu ý của bạn luôn. À, tức là cái tiêu đề nó nằm trong cái cáp lóc á. À, thì nó làm cho mọi người như thế nào ạ? Mọi người thu hút, mọi người rất là thích. À, ok chưa? Vậy là cái thứ ba, các bạn vào nốt vào cái thứ ba đi. À, các bạn nói là cái tiêu đề như vậy thì nó rất là hiệu quả. À, comment xuống để các bạn mới nhớ. Nếu mà các bạn chỉ ngồi nghe không thì các bạn không có nhớ. Các bạn vừa nghe, các bạn vừa comment xuống thì các bạn mới nhớ. Và các bạn nhớ thì tự nhiên các bạn làm nó rất là dễ. À, ý là khó quá thầy ạ. À, khó hả? À, ở trên đời này nó không có khó. Nếu mà bạn nào mà cứ để cái từ khó thì không có được. Vậy là bạn bị vướng về tư duy rồi. Ở đây là không có khó. À, cái gì chúng ta chưa biết
thì chắc chắn là chúng ta làm hỏng hỏng được. Và chúng ta muốn làm được hoặc chúng ta muốn dễ thì chúng ta phải làm đi làm lại nhiều lần thì tự nhiên nó dễ, chứ nó không có khó. Kinh doanh cũng cần may mắn, ok chưa? Không phải kinh doanh không có may mắn cái gì ở chỗ này hết á. Khi chúng ta thiếu kiến thức, chúng ta thiếu kinh nghiệm thì chúng ta làm không được. Chúng ta có đủ kiến thức, chúng ta có đủ kinh nghiệm thì chúng ta làm. Chứ may mắn, ok chưa? May mắn là một phần bé xíu thôi. Các bạn Nguyên Sơn dùng chưa? May mắn là một phần bé xíu thôi. Mà chúng ta cần có kiến thức, chúng ta cần có kinh nghiệm, chúng ta cần có những cái kỹ năng. Nếu chúng ta không có kiến thức về lái xe, chúng ta không có kỹ năng về lái xe, chúng ta không có kinh nghiệm về lái xe thì chắc chắn chúng ta lái xe không có được. Còn chúng ta có kiến thức, có kinh nghiệm, có kỹ năng thì chúng ta lái xe được. Chúng ta có kiến thức về kế toán, chúng ta có kỹ năng về kế toán, chúng ta có kinh nghiệm về kế toán, chắc chắn là chúng ta sẽ làm kế toán được. Còn kiến thức về kế toán chúng ta không có, kỹ năng không có, kinh nghiệm không có thì chắc chắn là chúng ta làm không có được. Nó là khi chúng ta thiếu kiến thức thì chúng ta sẽ thấy nó khó. Khi chúng ta có kiến thức về lĩnh vực đó, bắt đầu chúng ta am hiểu về lĩnh vực đó, chúng ta thấy mọi thứ nó dễ dàng ra. Và chúng ta vẫn chưa làm được bởi vì chúng ta thiếu những cái kỹ năng về lĩnh vực đó. Vậy thì nó bước tiếp theo là chúng ta phải giúp cho chúng ta có những kỹ năng về lĩnh vực đó. Nếu kỹ năng mà bạn không có luôn thì bạn có kiến thức nhưng mà bạn vẫn không có làm được bởi vì bạn gì ạ? Bạn thiếu cái kỹ năng. Và để luyện cái kỹ, để có được cái kỹ năng tốt thì chúng ta phải luyện, phải làm đi làm lại nhiều lần. Đó là lý do nhiều người họ học, họ ngồi, họ học rất là nhiều nhưng mà họ làm không được. Kiến thức thì họ một đầu luôn nhưng mà họ không có làm được bởi vì họ không có luyện họ cái kỹ năng. Kỹ năng là không có ngồi học được mà kỹ năng là phải ra làm, lao ra làm tới lắm luôn. Thì chúng ta mới giỏi, mới thành thạo cái kỹ năng đó được. Thiếu kỹ năng, có kiến thức mà thiếu kỹ năng là chúng ta không có làm được. Có nhiều người ok chưa, có nhiều người họ như thế nào họ cứ mãi đi học thôi, bằng cấp thì rất là nhiều nhưng mà vẫn phân lừa là không làm được bởi vì họ thiếu cái kỹ năng. Em muốn leo một núi nhỏ thôi để dễ leo để tới, ok thì em cứ chọn một cái núi nào đó em leo thôi, chứ không có muốn gì hết. Chọn núi và bắt tay và leo thôi. Lỗ hổng về kiến thức, lỗ hổng về kỹ năng dẫn đến lỗ hổng thu nhập. Thấm sâu câu này thầy ơi, ok chính xác luôn. Vâng, chào bạn Phạm Quốc Lâm. Và chúng ta tập trung rất sâu vào thì chúng ta sẽ giỏi. Các bạn phức tạp chứ, các bạn thấy có nhiều người họ chỉ gì họ chỉ livestream như hơi thở. Hôm nay thầy livestream sáng, ok là đúng rồi bạn Quốc Lâm ơi, livestream như hơi thở đúng rồi. Thực sự các bạn phức tạp thôi chứ. Các bạn thấy không, có đây những người họ chỉ cần một cái kỹ năng, họ đánh đàn. Các bạn thấy như cái người mà đánh đàn á, họ luyện đánh đàn giỏi, suốt ngày họ luyện đánh đàn và họ đánh một bài rất là hay, hai bài rất là hay và thế là họ đã thành công rồi. Các bạn cứ nhận ra điều nào không? Hoặc là ca sĩ á, các bạn thấy chưa, nó luyện đi luyện lại cái bài đó, nó luyện đi luyện lại, nó luyện ngày này qua nọ thì tự nhiên nó hát rất là hay. Và nó hát rất là hay thì nó như thế nào thì rất là nhiều người ủng hộ và thế là họ có tiếng. Phần lớn chúng ta không có chịu tập luyện, chúng ta làm cái gì cũng qua qua quá quá, làm có chút xíu mà đã đòi thành công. Ví dụ như các bạn trong cái chương trình của mình mình kêu bây giờ livestream nó rất là tuyệt vời, livestream miễn phí, Facebook nó cho chúng ta livestream miễn phí và nó lan tỏa rất là nhiều, mình kêu các bạn livestream nhưng mà các bạn có chịu livestream đâu, không có ai chịu làm hết đó. Rồi các bạn thấy mình hay livestream, các bạn nói sao lúc này em thấy anh lúc nào anh cũng livestream, trời ơi livestream tuyệt vời mà tại sao mình không livestream. Và rồi cứ ngồi than thở sao em không có khách hàng, rồi thấy mình livestream hoài rồi cũng ý kiến ấy cọ, mình không biết mấy ông đó ông muốn cái gì, làm thì không chịu làm, thấy người ta làm nhiều thì đi ganh tị, mấy cái ông đó bó tay. Các bạn biết không, biết cái đường nào mà giải thích cho mấy cái ông thất bại đó. Cái tính làm biếng rồi không chịu làm rồi đi phán xét rồi đi nói người ta tại sao làm nhiều. Vậy thì những cái người đó họ rất là khó chịu, không có cái gì mà họ chịu làm. Các bạn đưa ra điều này này chưa, nó là sao hãy luôn tập trung siêng năng chăm chỉ và như thế nào
làm việc hết cả hết mình, hết đam mê và phải tận tâm với khách hàng. Mình giỏi trong bất cứ lĩnh vực nào thì đều có tiền, đúng rồi. À, các bạn biết là có một cái anh, anh đến gặp mình và anh chỉ giỏi cái nghề mà làm hoa giấy thôi. Anh có học gì nhiều đâu. Tự nhiên anh có kỹ năng làm hoa giấy và anh làm một cái trang blog và anh chuyên chia sẻ và bây giờ anh kiếm rất là nhiều tiền. Bạn anh dùng chưa? À, hoặc là trong chương trình của mình nè, có một bạn, bạn như thế nào à? Bạn là người Bình Định, mình hay gọi bạn là chính bánh cuốn Tây Sơn á. Thì bạn học hành cái ngành hình như là cái ngành cơ khí điện tử gì đó, nhưng mà thực sự là bây giờ bạn cũng không có làm cái ngành đó. Rồi bạn đến mình, rồi tự nhiên bạn đam mê kinh doanh, rồi bạn ra bây giờ bạn bán mỗi cái bánh cuốn Tây Sơn thôi, cái bánh cuốn mà chúng ta hay ăn á các bạn, nhưng ra đây là chưa cái bánh cuốn á. Và nó làm cho bạn mua được nhà cửa ở Sài Gòn này rồi. Và bây giờ bạn đang từng bước bạn nhân các cái cửa hàng ra. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nghĩa là người ta tập trung, người ta làm một cái gì đó, người ta làm đến nơi đến chốn, người ta đeo đuổi đó, người ta xuyên suốt tới nó. Chứ đâu có phải là thành công là suốt ngày cứ đứng rồi hô tôi là triệu phú, tôi là đại bàng, tôi là triệu phú, tôi là đại bàng là thành công. Không phải vậy. Thành công chính là tập trung, tận tâm, làm việc cho đến nơi. Các bạn thấy không? Không dễ gì mình ra được 3 quyển sách. À, một vài tháng nữa mình ra quyển sách và cuối năm nay mình ra quyển sách. Và mục tiêu của mình từ đây cho tới năm 2020 mình có 10 quyển sách. À, và bây giờ các bạn thoáng một cái mình được vài quyển sách rồi. À, và để ra được một quyển sách là mình phải tập trung. Bạn nhận ra điều này chưa? Không phải là mình ngồi mình nghĩ là mình sẽ có sách. Không phải mình ngồi mình nói là mình có sách là mình có sách. Mà mình phải tập trung. Mình phải gì à? Phải làm như nó. Mình phải ngày đêm mình cày sâu cuốc bẩm với nó. Và vừa rồi mình cũng nói với nhân viên của mình rằng là mình sẽ có 1000 cái đoạn live stream. Và các bạn thấy không? Và khi mình nói nó như vậy, và các bạn thấy từ tết tới giờ một tuần là ít nhất 3 buổi mình phải live stream. À, thì một tháng mình có nhiêu? Nếu mà một tuần 3 buổi thì mình một tháng mình mới được 12 buổi. Bạn ơn nhung chưa? À, thì mình mới được 12 đoạn live stream. Và để một ngàn đạt được 1000 đoạn live stream, các bạn hiểu ra điều này chưa? Là mình phải làm việc rất là miệt mài và mình phải tập trung. À, giờ nào rảnh là live stream liền, các bạn thấy không? Như hôm nay ngày 1 tháng 5, à, và mình rảnh là mình lên mình live stream liền. Thì như vậy mình mới gì à, mình mới có được cái kết quả đó. Cứ ngồi kinh doanh thì không chịu làm, cứ ngồi chờ cái may mắn thì ở đâu may mắn nó đến? Rồi cứ ngồi rên, tại sao nó khó quá, thì làm sao mà nó ra được? Hãy làm đi. Cái gì làm không được thì chúng ta điều chỉnh. À, cái gì làm được rồi thì chúng ta cố gắng chúng ta làm tốt ra. Không chịu làm, cứ ngồi rên khó. Thời gian lên khó thì đi làm đi, rồi tháo gỡ khó khăn đi. Ok, tất cả những người họ làm được trên đời này, họ đều rất là nỗ lực. Chả ai làm được trên đời này mà là người làm biến hết. Các bạn hiểu chưa? Tất cả những người làm biến là những người ngồi rên rỉ khó khăn. Còn tất cả những người làm được là họ không có rên rỉ và họ làm. Các bạn hiểu chưa? Chả ai có kết quả trong đời này mà là thằng làm biến đó. Thằng làm biến là không có thằng nào có kết quả đó. À, các bạn hiểu chưa? Nên là chúng ta cần hiểu cái nguyên lý đó để chúng ta tập trung chúng ta làm. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống. Bạn nói là lần đầu tiên biết mình thì sau cái live stream này mình như thế nào à? Mình sẽ kết nối với các bạn, mình sẽ làm quen với các bạn và mình đã ra mục tiêu rồi. Mình có tới 1000 đoạn live stream lặng và một tuần mình ít nhất là 3 lần. Nếu tuần nào mình rảnh hơn thì 4 lần, 5 lần, nhưng mà ít nhất là 3 lần. Và mình làm tới 1000 đoạn live stream lặng. Các bạn nhớ chưa? Và mình miệt mài mình làm như vậy thì bắt đầu mình mới có được cái kết quả. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vâng. Vậy thì hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ các bạn thấy cứ tuyệt vời không ạ? À? Nếu mà tuyệt vời thì các bạn chia sẻ xuống, các bạn nói là những cái điều chia sẻ này rất là hữu ích đối với các bạn, nó rất là tuyệt vời với các bạn. Và các bạn comment xuống thì các bạn mới nhớ được. Và mình thấy các bạn comment xuống thì mình lại vui hơn, mình lại chia sẻ nó máu lửa hơn. À, và bạn nào mà chưa chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ đi. À, mình nhìn trên máy là mình thấy mới có 40 bạn chia sẻ live stream mà. Còn các bạn khác sao bạn chưa chia sẻ cái live stream, hãy chia sẻ live stream này về nhà các bạn đi ạ. À? Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn rất là tuyệt vời. À, giờ này là đang là cái giờ
Bạn Phan Thị Thị An, ok, lần đầu tiên bạn xem livestream mình rất là tuyệt vời bạn Thị An ơi. Rất là vui làm quen với em. À, và bây giờ mình chia sẻ tiếp ha, mình chia sẻ tiếp. Vâng, hồi nãy là mình nói rồi. Cái điều thứ ba là chúng ta phải viết cái tiêu đề Facebook nó phải là chữ hoa nằm trong cái caplock. Và cái tiêu đề nó như thế nào ạ? À? Cái tiêu đề đó nó phải thu hút người đọc. À, thì người ta mới thích, người ta mới vào, người ta xem hơn. Cái điều tiếp theo là điều số 4 là chúng ta viết bài, chúng ta chứa đựng ba cái yếu tố này. Chúng ta viết bài, chúng ta thứ nhất là cái tiêu đề, cái thứ hai á là nó có cái hình mặt cười đồ trong tiêu đề, người ta gọi là cái emotion đó các bạn, các cái mặt emotion đó, cái mặt emotion đó. Và cái thứ ba thì trong tiêu đề nó phải có cái gì nữa nó phải có, các bạn biết cái hashtag không ạ? Cái thứ ba thì trong tiêu đề nó phải có cái hashtag nữa, tức là ba cái yếu tố trong tiêu đề, tức là tiêu đề hoa nè, giật tiêu đề hoa lên. Tiêu đề hoa là tiêu đề như thế nào ạ? Tiêu đề nó thu hút, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tiêu đề đó nó phải như thế nào ạ? Cái tiêu đề nó phải có cái emotion vào. Cái emotion là cái mặt cười á các bạn ạ, vào. Cứ là nó đưa cái dòng trạng thái vào. Facebook á, Facebook họ rất thích cái đó. Ông chủ Facebook ông thích cái đó. Và ông sẽ đưa cái tin bạn lên nhiều hơn. Và cái thứ ba là trong tiêu đề có cái hashtag nữa. Các bạn nào mà chưa hiểu hashtag là gì thì các bạn comment xuống, các bạn nói hashtag, ok, tiêu đề cộng icon cộng hashtag, đúng rồi, bạn Nguyễn Minh Phụng nói chính xác á. Hashtag là gì vậy thầy? Ok, hashtag, ok, nếu mà bạn nào chưa biết hashtag là gì thì mình sẽ ghi trên bảng, các bạn quan sát ha, mình đang chỉnh cái bảng một cái, ok, mình đang chỉnh các bạn, ok, các bạn quan tâm các bạn, cái hashtag là cái gì ạ? Cái hashtag là khi, ví dụ như các bạn viết V, cho nên là các bạn viết cái dấu khác nè, đúng không? Rồi các bạn viết B, training, ghi gọn ra, B training, ok chưa? Đó, viết liền nha, đừng có viết tắt, thì như vậy người ta gọi là hashtag, ok chưa? Như vậy thì người ta gọi là hashtag. Các bạn có nhận ra cái hashtag chưa? Các bạn ghi cái gì? Thì trong tiêu đề nó có ba yếu tố, cái thứ nhất á là cái tiêu đề, hashtag, Phát, em gõ cái hashtag đi trên link để cho mọi người biết đi, hashtag phát rồi. Thứ nhất là cái tiêu đề viết hoa, cái thứ hai là cộng với cái icon là cái mặt cảm xúc á, và cái thứ ba là cái hashtag, ok chưa? Thì cái tiêu đề nó thì nó sẽ thu hút mọi người hơn. Phát em ghi đi, đúng rồi đó, các bạn thấy bạn phá ghi mà, bạn phát ghi cái hashtag như vậy á là để các bạn dễ hình dung hơn. Rất là tuyệt vời, cảm ơn bạn. Đúng rồi. Ok, rất là tuyệt vời. Vậy thì cái tiêu đề nó như vậy thì nó mới hiệu quả. Thì Facebook họ thích hơn. Ok chưa? Rồi, cái thứ năm là livestream. Facebook bây giờ rất thích bạn livestream. Nên các bạn phải thường xuyên livestream. Hiện tại livestream là hoàn toàn miễn phí, mình nghĩ chắc sắp tới Facebook sẽ live phí á. Mình nghĩ Facebook họ sẽ live phí. Và các bạn thấy là từ lúc mà livestream ra đời cho tới giờ này thì như thế nào ạ? Livestream ra đời cho tới giờ này là rất là đã tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều người. Các bạn thấy có những cái bạn mà họ ngồi ở nhà thôi, họ livestream thôi, và họ bán hàng đi khắp mọi miền đất nước này, thậm chí họ bán hàng ra cả thế giới. Mình đã từng ngồi, mình đã từng thấy những người họ ở bên Trung Quốc, và họ thuê những người nói tiếng Việt và từ bên Trung Quốc livestream bán hàng về Việt Nam và ship hàng về Việt Nam. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Tuy nhiên cho tới giờ này mình yêu cầu các bạn livestream, các bạn học trong các chương trình của mình cũng vậy, bắt các bạn livestream mà các bạn ngại lắm, ngại quá, còn e ngại lắm, các bạn không livestream được. Nên là cái này là bạn mất đi một cái lợi thế vô cùng lớn, mất lợi thế lớn lắm. Nên các bạn phải thường xuyên livestream. Thật sự là các bạn biết là
cái công nghệ mà live stream là một trong những cái công nghệ mà mình nói là rất là tuyệt vời ở thời đại ngày nay á. Nó như truyền hình trực tiếp các bạn biết không? Mà các bạn biết hồi kia mà truyền hình trực tiếp á, các bạn thấy tốn kém ghê không? Tốn kém không thể tưởng. À, các bạn thấy đài truyền hình mà nó truyền hình trực tiếp á, như truyền hình trực tiếp bóng đá nè, truyền hình trực tiếp các cái lễ nè, truyền hình trực tiếp các cái chương trình mà phát nhạc truyền hình đó, à, các cái đêm nhạc lớn á, à, hoặc là cuộc thi hoa hậu á, các bạn thấy tốn kém lắm. À, cả một cái đội ngũ rất là rộng lớn. Thế mà ngày hôm nay live stream là một cái công nghệ nó rất là đơn giản mà ai cũng làm được. Khách hàng họ nhìn thấy bạn, rồi họ được tương tác với bạn, rồi họ được giao lưu rất là nhiều người. Mà bạn chỉ cần cái điện thoại, bạn chỉ cần cái điện thoại thông minh có chức năng quay hình live stream như mình nè, rồi bạn chỉ cần có wifi mạnh một chút xíu, cần có một cái không gian yên tĩnh một chút xíu, thế là bạn ngồi bạn live stream và thế là khắp mọi người biết. Thế mà nói các bạn live stream hoài, các bạn không có chịu live stream. Nó là mình mong các bạn sau cái buổi này thì các bạn phải như thế nào, các bạn phải tổ chức live stream liền. Các bạn có muốn mình chia sẻ cái chủ đề làm sao live stream cho nó hiệu quả không ạ? Nếu các bạn muốn thì các bạn comment xuống, các bạn nói là chia sẻ chủ đề làm sao live stream cho nó hiệu quả, các bạn ghi xuống đây thì vài bữa sau mình sẽ như thế nào, mình sẽ chia sẻ bạn cái chủ đề làm sao live stream Facebook cho nó hiệu quả. Các bạn biết ngày hôm nay nè, trang Facebook cho chúng ta live stream nè, trang YouTube cũng cho chúng ta live stream nè, một loạt những cái trang khác, một loạt cái trang khác, ví dụ như là trang Tango, trang Bingo, rất là nhiều trang cho chúng ta live stream. Thậm chí là các bạn thấy Zalo gần đây nó bắt đầu nó cho chúng ta chia sẻ YouTube rồi, và biết đâu là càng ngày nó càng thay đổi công nghệ, ít bữa nó lại cho chúng ta live stream nữa. Nó là các bạn cần phải gì cần phải tập cái tính live stream, phải thường xuyên live stream, phải tận dụng được cái công nghệ thời đại mới. Còn không, các bạn biết là trước đây mà một năm mà các bạn live stream hiệu quả ghê lắm, Facebook nó lúp giúp cho chúng ta lan tỏa lắm. Các bạn thấy trước đây á, các bạn thấy những cái chuyện mà, những cái lần mà mình chia sẻ live stream trước đây á, cách đây mà khoảng nửa năm trước thôi, là cứ một buổi mà mình live stream như vậy á, các bạn biết á, là khoảng 300-400 người xem. Mà các bạn thấy như hôm nay mình live stream mà các bạn thấy nhìn giờ này có khoảng 90 người xem các bạn thấy chưa, nó giảm tới 3-4 lần vậy đó. Nhưng mà mình nói bạn nó vẫn cứ hiệu quả, bạn như chưa, nó vẫn cứ hiệu quả, nó vẫn tuyệt vời hơn những cái kênh khác nhiều. Nó vẫn tuyệt vời hơn những cái kênh khác, vì tất cả những cái kênh khác hiện tại các bạn phải đổ rất là nhiều tiền, nên đó là lý do mà các bạn cần phải live stream. Và mình nói với các bạn hoài mà thấy bạn không có vượt qua được cái bản thân mình, cứ ngồi ngại e sợ đủ thứ hết. Đặc biệt là các bạn là nữ, các bạn xinh gái mà, nữ live stream lợi thế hơn nam nhiều. Mình đàn ông nè, lớn tuổi rồi, đâu có gì hấp dẫn đâu. Các bạn nữ mà trẻ, trời ơi, các bạn thấy không? Cái live stream nào mà có các bạn nữ trẻ mà chia sẻ, trời ơi, cái lượng người ta xem đông không thể tưởng. Bạn lợi thế kinh khủng, nhưng mà bạn lại bị cái nỗi sợ, bạn không có vượt qua được nó, và bạn không có dám làm. Bạn cứ ngồi, bạn suy nghĩ, cứ cái tiếng nói nhỏ đó trong đầu nó kiểm soát cái đầu của bạn, rồi nó kiểm soát cái cuộc đời của các bạn luôn, nó làm cho bạn không có dám làm cái gì hết. Nó là các bạn cần phải gì cần phải vượt qua khỏi cái vỏ bọc đó đi, phải vượt qua khỏi cái vỏ bọc đó đi. Mới hồi nãy có một bạn inbox cho mình, tại vì tháng 7 này á là mình có tổ chức một đoàn đi Singapore. Để mình kể bạn nghe câu chuyện này. Năm nào thì mình cũng tổ chức một đoàn đi Singapore. Năm vừa rồi thì 42 bạn, năm nay dự kiến là 50 bạn. Hồi nãy có một bạn, bạn làm bắt bo rồi, mọi thứ ok rồi, bạn cũng lớn tuổi rồi, gần 40 tuổi hay là 40 tuổi gì rồi, inbox hỏi mình, em không biết ngoại ngữ, không biết là, tức là đã quyết định làm bắt bo rồi mà bây giờ còn đi hỏi cái câu đó, em không biết ngoại ngữ thì không biết rằng em có nên đi Singapore không? Mình mới nói với bạn rằng vậy thì bạn dự định là chừng nào bạn biết ngoại ngữ? Bạn nói không biết. Mình kêu thôi, bây giờ đi là đi, biết hay không biết gì cũng đi, 40 tuổi rồi mà ngồi còn suy nghĩ gì nữa. Đợi biết ngoại ngữ thì chừng nào mới biết để mà đi. Đôi khi chúng ta cứ sợ,
Chúng ta cứ cản trở mà già đầu tới nơi rồi. Tiền bạc thì có các bạn, tiền bạc thì có, điều kiện thì có, mà cứ viện lý do em không biết ngoại ngữ, nên là hồi giờ cho tới giờ này 40 tuổi đời rồi, sống được bao nhiêu năm nữa đâu, mà còn ngồi sợ em không biết ngoại ngữ thì làm sao em đi. À, các bạn chưa, chúng ta cứ bị, thậm chí có những người họ có tiền bạc luôn á mà họ lại còn ngại cái việc đó, thì các bạn thấy dở hơi mà, quá dở hơi. À, hãy cho phép chúng ta, hãy cho phép chúng ta được trải nghiệm, hãy cho phép chúng ta làm cái điều đó ngay khi chúng ta chưa đủ điều kiện để làm điều đó, thì như vậy con người đó mới là con người tuyệt vời. À, con đợi biết ngoại ngữ lên 40 tuổi rồi vẫn chưa biết ngoại ngữ, rồi đợi biết ngoại ngữ chừng nào mới đi. À, sống lên bằng đó tuổi đời rồi mà chưa bao giờ đi được một cái đất nước nào hết, mà có tiền các bạn, có tiền có bạc ok lắm á, mà rồi các bạn thấy không ạ, rồi không chịu đi thì chừng nào mới đi. Nó là chúng ta cần có cái tư duy vượt qua được những cái khó khăn, đừng có bị cái rào cản tư duy nó chặn chúng ta lại hết, cái điều đó nó không có tốt chút xíu nào hết. À, các bạn nhận ra điều nào à, ok chưa? Vậy thì hồi nãy giờ các bạn thấy mình chia sẻ cái hứa đó mà, các bạn hãy bấm vào chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Các bạn nào chưa sẻ livestream này thì bây giờ mạnh dạn chúng ta chia sẻ đi, lưu lại để nhớ, để mà đọc, xem đi xem lại. À, tranh thủ bấm chia sẻ về đi. Và bạn nào bị vướng cái gì nữa thì các bạn comment xuống. Ok, các bạn comment xuống. À, các bạn muốn hỏi cái gì, các bạn thấy cái nào hiệu quả. Và bạn nào muốn mình chia sẻ cái chủ đề là 10 cách làm sao để chúng ta livestream hiệu quả, thì các bạn chia sẻ xuống, comment xuống. À, buổi sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm sao để chúng ta livestream hiệu quả. Ok chưa? À, và bây giờ mình đang chia sẻ cái chủ đề gì à? 10 điều Facebook nó thích về ta, đúng không? À, vậy thì hồi nãy giờ mình đã chia sẻ tới cái thứ mấy rồi, các bạn comment xuống. Có bạn nào ngồi hồi nãy giờ tổng kết cho mình không? Chúng ta chia sẻ tới cái thứ mấy rồi các bạn ơi? À, mình quên mất tiêu rồi, mình nói mình quên rồi, nên là các bạn phải comment xuống cho mình đi. Mình đã chia sẻ tới cái thứ mấy rồi? Bùi Viết Trung, hashtag có tác dụng gì vậy thầy? Hashtag nó giúp cho mọi người biết về mình, họ search, họ tìm. Nếu mà bạn viết mà bạn không có hashtag, sau này chính bạn cũng không có tìm lại được nó luôn. Còn có hashtag các bạn chỉ bằng bấm vào hashtag là các bạn sẽ tìm được. Khách hàng cũng vậy. À, họ bấm vào cái hashtag là họ sẽ tìm ra được bạn cho nó dễ. Ok chưa? Rồi. Ok, thứ năm rồi. À, không có bạn nào ngồi tổng kết lại giùm cho mình nha. Pháp ơi, ngồi tổng kết đi. Cái số 5 rồi chứ. À, bạn Hà Văn Năm, số 5 rồi nha. Mình chia sẻ, mình hỏi bạn thôi chứ mình nhớ hết. Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Số 5 rồi, đúng rồi. Số 6 là Facebook rất thích hình ảnh. Ok chưa? Thứ 6 là Facebook rất thích hình ảnh. Ghi vào. À, đặc biệt là hình ảnh về cá nhân của bạn. Chào bạn Toàn Nguyễn. À, cảm ơn bạn Toàn Nguyễn rất là nhiều. À, Facebook bạn Bùi Viết Trung. Ok, cảm ơn bạn Bùi Viết Trung. Bạn Bùi Viết Trung đã có hai quyển sách của mình chưa? Nếu chưa có thì bạn Bùi Viết Trung mua về đọc nha. Bạn Hà Văn Năm ở đó mà hơi gì, mình biết hết. Mình giả bộ mình hỏi các bạn thôi để xem thử các bạn có nhớ hay không, chứ còn mình là mình biết hết. Số 6, Facebook rất thích hình ảnh. Vâng, các bạn có những cái hình ảnh đẹp. Thực sự mà bạn nào mà có cái nghề chụp ảnh, có cái con mắt chụp ảnh, và các bạn có những cái tấm ảnh đẹp, các bạn đưa lên Facebook là trời ơi, tương tác dữ lắm. Và các bạn tận dụng, nên là các bạn nào mà bán hàng á nha, các bạn nào mà bán hàng á, các bạn nên có những cái sản phẩm rất là tinh tế, thì mọi cái các bạn sẽ hút dữ lắm. Có nhiều bạn bạn bán hàng nhưng mà bạn bán hàng thời trang nè, bán hàng mỹ phẩm đó, nhưng mà các bạn thiếu những hình ảnh của không, các bạn chụp những cái ảnh sâu qua chụp không được. Những bạn mà làm bên áo cưới nè, những bạn làm bên kinh doanh hoa nè, những bạn làm bên kinh doanh mỹ phẩm nè, những bạn kinh doanh thời trang nè, mặc nhiên những lĩnh vực đó nó rất là dễ đẹp, thế mà mình nhìn lên trang của các bạn lại không có những cái hình ảnh đẹp tiếc gì đâu luôn. Nó là chính các bạn, bạn thấy hình ảnh đẹp bạn thích không, rất thật. Vậy thì mấy kia em trễ là coi lại sau. Ok. À, sách thầy ơi sách là sao? À, bạn Thanh Lan không chưa hiểu ý của bạn. À, nó là chúng ta cần có gì à,
cần có những cái gì ạ? Những cái tấm ảnh vô cùng đẹp, ok chưa? Bạn viết Trung đâu rồi? Hỏi bạn không thấy bạn trả lời. Bạn đã có sách của mình chưa bạn viết Trung ơi? Hai quyển sách của mình á, quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn và quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Em có sách chưa? Bạn nào có sách thì mình sẽ ép các bạn vào trong cái group, và trong cái group đó mình sẽ chia sẻ bạn những cái câu chuyện về kinh doanh, trả lời bạn những cái câu hỏi chuyên về kinh doanh. Ok chưa? Bạn viết sách chưa? Chưa thấy bạn nói cái gì hết, ok chưa? Nó là chính các bạn, bạn thích những cái tấm ảnh đẹp không? Thích. Và những người trên Facebook họ cũng thích, và kể cả ông chủ Facebook ổng cũng thích. Bởi vì sao ạ? Bạn có những tấm ảnh đẹp á, bạn làm cho cái gì à? Bạn làm cho Facebook đó nó đẹp ra. Em đã đọc rồi thầy ạ. Ok, tuyệt vời. Chưa thì bạn viết Trung, bạn mua đi, bạn Bùi Viết Trung ơi. Bạn mua hai cái quyển sách đi. Hai quyển sách Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Tổng nó là 210k và sẽ giao đến tận nhà các bạn luôn, free ship. Và bưu điện họ sẽ gửi đến nhà bạn. Và như thế nào ạ? Và khi gửi đến nhà bạn rồi thì như thế nào ạ? Bưu điện họ sẽ thu luôn. Và mình sẽ add bạn Bùi Viết Trung vào một cái group, và cái group đó chuyên chia sẻ về kinh doanh, nằm trong một cái group riêng. Ok không? Bạn Bùi Viết Trung ơi, nên là comment xuống và em cho số điện thoại để sách gửi khắp mọi miền đất nước. Nhà bạn ở đâu cũng gửi tới hết, qua bưu điện là gửi tới hết. Ok, rất là tuyệt vời. Vậy là các bạn cần có những cái hình ảnh đẹp. Một số lĩnh vực ngành nghề của bạn mà các bạn không biết tận dụng những hình ảnh đẹp, mình thấy tiếc, không thể tưởng được. Thậm chí trên Facebook không chia sẻ gì hết, hoặc chia sẻ những tấm hình thậm chí nói xấu, không thể tưởng tượng được. Bởi vì các bạn không có cái đầu marketing. Các bạn càng cài cho các bạn cái đầu marketing, cái tư duy marketing. Ok chưa? Dạy là sao thà bạn Vui Viết Viết Trung ơi? Dạy là sao bạn comment cái từ mình chả hiểu gì hết. Ok chưa? Các bạn ra kinh doanh đó là cần cài cho chúng ta cái tư duy marketing, chứ đừng có cài cho chúng ta tư duy bán hàng. Gửi sách sang Hàn Quốc không thầy ơi. Bạn Cương Ánh, nếu mà bạn ở bên Hàn Quốc thì bạn cho cái thông tin nhà bạn ở đây và gửi về nhà bạn, và nhà bạn sẽ gửi bạn. Em đặt sách rồi một tuần rồi, sao lại không ai liên lạc để gửi? Sao kỳ vậy? Bạn cho thông tin đi, chắc là do bạn không có số điện thoại, hoặc là bạn cho số điện thoại các bạn không gọi được. Chứ còn mà thường thường mà đặt hơn một tuần là có rồi bạn Lưu Anh Hà ơi. Bây giờ bạn cho mình lại cái số điện thoại xem để kiểm tra xem cái lý do là gì. Nếu mà chưa ai gọi được cho bạn là rõ ràng là các em nó gọi cho bạn, em phụ trách nó gọi cho bạn là có thể là cái lúc đó bạn không bắt máy, hoặc là nó bị sai số rồi gì đó. Còn nếu mà đã gọi được rồi thì nó đã gửi rồi, nó hay tới, ok chưa? Chúng ta cần set up cho chúng ta một cái tư duy marketing. Chúng ta cứ set up cho chúng ta cứ tư duy bán hàng. Bạn nào mà tư duy bán hàng, các bạn cứ xem khách hàng như con mồi vậy. Các bạn suốt ngày các bạn cứ đi sang khách hàng họ bực bội lắm, họ không có mua hàng của bạn đâu. Các bạn cần phải có góc nhìn marketing. Người nào mà họ có góc nhìn marketing á, họ làm cho khách hàng như thế nào ạ? Khách hàng tin họ, khách hàng quý mến họ, khách hàng yêu quý họ hơn. Ok chưa? Thì nó như thế nào ạ? Các bạn sẽ rất là dễ để chạm được khách hàng hơn. Ủa, các bạn Bùi viết trong đâu mất tiêu ạ? Ok. Bạn Bùi viết bạn thành phố Buôn Ma Thuột, ok, để kiểm tra lại nha bạn Lưu Anh Hà ơi. Để kiểm tra lại rồi báo cho bạn Lưu Anh Hà. Ok chưa? Vậy thì các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống, bạn nói là lần đầu tiên các bạn biết mình, và mình cũng rất là vui. Thông qua cái Facebook này, thông qua cái livestream này cũng lần đầu tiên biết các bạn luôn. Và bạn nào chưa chia sẻ livestream nào về nhà các bạn thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Để lưu lại, để nhớ, để gì à? Để lần khác chúng ta xem đi xem lại và chúng ta nhớ. Ok. Bạn Bùi Viết Trung, nhưng em đang kinh doanh rất bận nên tạm thời chưa có thời gian đọc. Ok chưa? Bạn sắp xếp thời gian mà bạn đọc được sách thì điều đó có nghĩa là gì bạn Bùi Viết Trung ơi? Điều đó có nghĩa là bạn đã biết cách ưu tiên thời gian kinh doanh, thời gian đầu tư cho trí tuệ. Ok chưa? Thời gian như thế nào à? Thời gian dành cho gia đình. Còn nếu mà bạn nói là bạn bận kinh doanh quá mà bạn không có thời gian làm cái việc gì khác, điều đó nó có nghĩa là gì à? Điều đó có nghĩa là chúng ta đang có vấn đề. Cuộc đời chúng ta sống đâu phải để kinh doanh không?
Ok chưa? Cuộc đời sống không phải để kinh doanh không? Cuộc đời kinh doanh là một phần nhỏ trong hành trình cuộc đời của chúng ta thôi. Mà nếu ông nào nói rằng em bận lắm em chỉ lo kinh doanh thì cái ông đó hãy nhanh nhất đọc cái những cái quyển sách của mình. Ok chưa? Bạn Bùi viết 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 Trung ơi. Ok chưa? Bạn Thanh Phương, ok. Không biết bạn Thanh Phương có đi chơi lễ ở đâu không bạn Thanh Phương ơi? Dạ em lần đầu tiên biết thầy một năm trước đây ạ. Ok, cảm ơn bạn Thanh Phương rất là tuyệt vời. Ok. Bạn Mặn, ok chưa? Bạn Mặn, bạn có đi chơi lễ không vậy? À, bạn Ngọc Châu, rất là tuyệt vời. À, bạn Phạm Văn Thái, ok. Chào bạn Phạm Văn Thái nhiều, ok chưa? À, vậy thì rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn, mình nói rồi, cái số 6 nãy giờ đang nói tới số 6 đúng không? Là chúng ta phải gì ạ? Phải có những cái tấm ảnh đẹp. Và đặc biệt những tấm ảnh các bạn ngồi với khách hàng. Những tấm ảnh gì ạ? Bạn đang làm việc. Những tấm ảnh đang là... đang gì đang kết nối với khách hàng, những cái tấm ảnh mà nó rất là xuất thần, thì những tấm ảnh nó quý vô cùng. Mình hay nói vui là cuối cùng thì như thế nào những cái cuộc chơi, những cuộc gặp, những cái gì thì nó cũng ra đi, chỉ có ảnh là ở lại. Ok chưa? Nếu mà chúng ta biết có những cái tấm ảnh tuyệt vời thì nó ở lại, nó sẽ lưu cho chúng ta những cái giây phút nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? Nó là đó là lý do mà chúng ta cần có gì cần có cho chúng ta những cái tấm ảnh rất là tuyệt vời. Ok chưa? Cái thứ bảy là cái gì là chúng ta cần có bài viết đi kèm với hình ảnh ghi vô, bài viết đi liền với hình ảnh. Nhiều bạn, ok chưa, nhiều bạn lắm, rất là nhiều bạn cũng có cho mình những bài viết nhưng mà nó không có đi kèm với hình ảnh, bài viết không bài viết không mà không đi kèm với ảnh, nó không có sống động. Các bạn hay xem trên Facebook của mình các bạn thấy mình viết bài là mình đi liền với hình ảnh, viết bài là đi liền với hình ảnh, cái hình ảnh ở dưới nó minh họa, nó làm cho các bạn thu hút hơn, thích thú hơn. Nên các bạn không viết bài thì thôi, viết bài thì phải đi liền với hình ảnh. Tiêu đề hay này, bậc thầy truyền lửa mà em may mắn gặp được, chúc thầy. Ok bạn Phan Mặn, cảm ơn bạn Phan Mặn rất là nhiều. Em cũng rất là lửa bạn Mặn ơi. Em rất là tích cực, em rất là năng lượng. Em muốn tham gia lớp meeting của thầy, em ở Bình Dương. Vâng. Em muốn tham gia lớp thì chút xíu nữa mình sẽ inbox cho em, rồi em cho số điện thoại, rồi các em nó sẽ như thế nào nó sẽ tương tác với em. Và em dành thời gian để em đi học nhé. Ok. Đi học thì rất là tốt, nó giúp cho em mở mang rất là nhiều thứ. Vâng. Vậy thì chào bạn Đỗ Giang, lâu quá chưa gặp bạn đúng không? Vâng. Vậy thì bài viết nó đi liền với hình ảnh thì nó mới thu hút. Viết bài hay thì phải đi liền với hình ảnh đẹp. Thầy ơi, thứ bảy chủ nhật này có lớp phải không? Đúng rồi, thứ bảy chủ nhật này là có lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 142. Đã tới 142 khóa rồi. Và em đọc được thứ bảy chủ nhật này là rất là tuyệt vời. Em bạn Phạm Văn Thái, em là nhiếp ảnh gia, đúng rồi. Vậy thì bạn cần phải có những cái tấm ảnh rất là tuyệt vời bạn Thái ơi. Ok chưa? Bạn có cần những tấm ảnh rất là tuyệt vời. Vâng, và nói như thế nào Và bài viết hay, tiêu đề hay giống như các ý mà nói trên đó đi liền với một cái tấm ảnh đẹp thì nó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, có nhiều bạn đưa một cái cọc ảnh thì nó cũng không có đẹp. Một tấm ảnh mà đẹp thì tuyệt vời nhất, hoặc là gì? 3 tấm hoặc là 4 tấm. Tối đa là 4 tấm ảnh. Đừng quá nhiều tấm. Quá nhiều tấm thì các bạn nó như thế nào các bạn như thế nào? Các bạn lại bỏ mất. Các bạn đưa nhiều tấm cứ nó nặng lắm mà Facebook nó không có đưa nhiều. Nó là một tấm, bài viết đi liền với một tấm là tuyệt vời nhất các bạn. Nhờ thầy mà học được cách marketing hấp dẫn. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Bạn Kim Ngân, cuối tuần em đi học lớp của thầy Ok, bạn Kim Ngân rất là tuyệt vời, chúc mừng em. Máu nghề vẫn sôi sục. Ok, bạn Thái ơi, cái nghề chụp hình đẹp là nó hay lắm bạn Thái ơi. Bạn Thái nên nhớ nó như vậy nè. Tất cả các sự kiện, tất cả những nơi chúng ta đi qua rồi chúng ta cũng sẽ quên, nó đi vào ký ức hết. Có một điều chỉ giữ lại, đó là tấm ảnh và những thước phim. Nhưng mà phim đôi khi chúng ta làm biến xem. Nhưng mà ảnh nó lợi hại lắm. Ảnh người ta ngó hoài mà nó sống mãi theo thời gian. Nếu bạn có năng lực mà bạn bắt những khoảnh khắc đẹp thì đó là điều tuyệt vời và nó ý nghĩa không thể tưởng được. Mình chụp những kiểu hình đẹp, bạn ở đâu vậy? Ok chưa? Bạn Phạm Văn Thái, đúng, có bạn Phạm Anh Thái.
có bạn liên hệ với bạn rồi rồi đó. Ở trong bi mình nó có bạn Nguyễn Kiên Cường. Ok, bạn Nguyễn Kiên Cường, bạn chụp hình trẻ em đẹp không thể tưởng, hình Bambi của mình nè, hình bé Bambi của mình nè các bạn thấy không ạ, hình bé Bambi của mình đây đây nè, là do bạn Cường chụp nè. Hình ở phía sau này các bạn thấy không ạ, đó hình mình ở phía sau này là do những cái tấm ảnh này thì do bạn Minh Lucy Ola, cái này là lúc nhỏ Minh Lucy Ola chụp, còn cái bộ này này đó các bạn thấy không, cái bộ này là do Kiên Cường chụp. Kiên Cường chụp sống động lắm, đẹp lắm. Các bạn nhìn chưa, anh nó là những cái người mà họ chụp ảnh đẹp là giống thầy đẹp quá. Ok, con thầy á, ok đúng rồi, cái đó là đứa con gái của mình á, bé Bambi. Cái tấm hình này là bé Bambi. Bé Bambi rất là năng lượng. Ok, cho nó thỉnh thoảng các bạn cũng lên livestream á, các bạn thấy bé Bambi á, bé Bambi sáng nay tập thể dục với ba rồi xong đi xuống hồ bơi, bơi xong rồi bây giờ đi chơi rồi. Có dì Út của bé Bambi mới về, nó là bé Bambi đi chơi với dì Út rồi. Vâng, và vậy thì vừa rồi mình nói tới cái thứ bảy là cái chụp hình đúng không ạ? Vậy thì các bạn có sẵn sàng tuân thủ để các bạn chụp hình đẹp không? Để các bạn làm cho nó đẹp không ạ? Làm cho nó đẹp, ok chưa? Và mình dành một chút xíu để mình giới thiệu sơ về mình một cái. Có một số bạn mới vào xem, các bạn không có biết về mình. Bước đầu tiên thì các bạn giới thiệu về các bạn đi để mình biết về các bạn. Thứ nhất là các bạn đang ở đâu và các bạn đang xem cái livestream này. Ví dụ các bạn đang ở Tây Ninh thì các bạn nói các bạn đang ở Tây Ninh. Các bạn đang ở nước ngoài thì các bạn nói các bạn đang ở nước ngoài. Ok chưa? Các bạn đang ở bên Mỹ thì các bạn nói các bạn ở bên Mỹ. Các bạn đang ở Gia Lai thì các bạn nói đang ở Gia Lai, để mọi người cũng biết. Không phải mình biết các bạn ở đâu và mọi người cũng biết các bạn ở đâu nữa. Mọi người đang xem livestream này cũng biết các bạn ở đâu nữa, và điều này nó rất là thú vị. Điều này nó rất là tuyệt vời. Mình thì mình ở thành phố Hồ Chí Minh, mình ở quận 2. Và năm nay mình 42 tuổi. Ok, bạn Võ Hồng, bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì em phải tranh thủ đi học nha. Ok chưa? Vâng, và mình có cái trung tâm. Ok chưa? Bạn Hà Thị Hưng, em ở Thanh Hóa. Vâng, wow, rất là tuyệt vời. Ở mãi Thanh Hóa cũng xem này. Bạn Hà Thị Hưng thì bạn đã có cái quyển sách của mình chưa? Có hai quyển sách của mình chưa? Mình ở thành phố thì mình có cái trung tâm B-Training. Đây là cái quyển tập về B-Training. Mình giới thiệu sơ các bạn về quyển tập về B-Training để các bạn biết. Ok, đây là cái quyển tập này. Cái chữ B-Training này các bạn thấy đây đó. Ok chưa? Các bạn thấy chưa? Cái đây là cái quyển tập về B-Training. Và khi các bạn học thì các bạn sẽ được như thế nào ạ? Phát cái quyển tập này. Cái chữ B-Training các bạn thấy không? Chữ B-Training làm chủ doanh nghiệp, cái cách chúng ta khởi nghiệp từ tay trắng. Ok chưa? Và mình là tác giả của hai cái quyển sách này, Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và cái quyển này là quyển Beyond the Way. Và bạn nào mà mua hai cái quyển sách này, cái quyển này các bạn thấy Vượt Biển Lớn là nói về khởi nghiệp từ 5 xu. Và cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi là chỉ cho bạn những cái nghệ thuật trong kinh doanh, từng chút một, hướng dẫn bạn từng bước một. Bạn nào đã đọc hai cái quyển sách này rồi thì comment lên cho mình đi. Các bạn nói rằng là các bạn đưa cái cảm nhận lên giùm mình. Để các bạn cảm nhận về hai cái quyển sách này nó ý nghĩa nó như thế nào. Và bạn Hà Thị Hưng nè, nếu mà bạn chưa có sách thì bạn có thể là comment cho mình, bạn nói là bạn muốn mua hai cái quyển sách này. Phải nói là thầy là bậc thầy về ma tính. Ok, bạn Phong rất là tuyệt vời. Và bạn như thế nào bạn inbox cho mình cái số điện thoại. Ok chưa? Và như thế nào và sách sẽ được giao đến tận nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước, và mình sẽ add các bạn vào một cái group. Cái group này là cái group chuyên về kinh doanh, sẽ hướng dẫn các bạn về kinh doanh chuyên sâu hơn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn mình đã dành một chút xíu để các bạn biết về mình giới thiệu, và các bạn cũng giới thiệu về các bạn đi. Bạn Dương nè, bạn nói là bạn đang ở quận 7. Em ok chưa? Rất là tuyệt vời. Và các bạn đang ở quận nào thì các bạn comment xuống đi, các bạn đang ở quận nào. Bạn nào chưa chia sẻ livestream này về thì các bạn chia sẻ bạn livestream này về. Chào thầy, em nhận được hai quyển sách rồi, rất ý nghĩa. Ok, bạn Phượng Đoàn, em ở quận nào đó các bạn? Phượng Đoàn ơi, em ở khu vực nào để cho mình biết về em. Vâng, tiếp tục. Hồi nãy là mình chia sẻ đến cái thứ mấy rồi? Cái thứ mấy rồi các bạn ơi? Hồi nãy mình chia sẻ cái thứ mấy rồi? B-Training khoa học làm chủ doanh nghiệp. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Bi, mình ở Ngọc Lan Thanh Hóa. Bạn Nam ơi, ok, bạn Bi. Ok chưa?
Bạn Bi Tân ơi, kỳ này bạn có xuống mà học được không ạ? Bạn La Thùy Nụ, ok. Chào bạn La Thùy Nụ, bạn La Thùy Nụ, bạn đã có hai quyển sách chưa? Ok chưa? Bạn Nguyễn Thị Diệu, em đang đợi hai quyển sách về. Ok, cảm ơn bạn Diệu rất là nhiều. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ bạn đến thứ bảy đúng không? Viết bài kèm với hình ảnh. Và bây giờ số 8, các bạn ghi vào. Số 8 là Facebook rất thích bạn. Rất thích bạn đi thả tim người khác. Thả tim nha các bạn ơi, thả tim chứ không phải like nha. Thả tim, like thì không có tác dụng. Nếu mà bạn thả tim người khác thì Facebook sẽ rất là thích bạn. Và người khác cũng thích bạn luôn. Nếu bạn xem mà bạn không chịu thả tim thì người ta cũng không có thích bạn đâu. Mà Facebook cũng không thích bạn bạn luôn. Thả tim á chứ không phải là like. Like Facebook không có tính nhiều. Thả tim thì Facebook mơ tính. Và nếu bạn nào mà xem bài của người khác mà bạn thả tim thì đồng nghĩa bài của bạn Facebook cũng gì Facebook cũng giúp giới thiệu lên nhiều hơn, bởi vì bạn làm cho thế giới nó đẹp ra mà. Nó là nếu bạn nào mà có thói quen mà xem mà không thả tim cho ai đó thì điều đó đồng nghĩa gì bài của bạn viết nó cũng sẽ rất là ít lên. Nó là các bạn cần phải học một cái thói quen là xem và thả tim, chứ đừng có xem rồi im lặng rồi không làm cái gì hết thì người ta cũng sẽ không thích. Cụ thể Facebook cũng không thích bạn luôn. Bạn thả nhiều tim. Và cái thứ hai là comment. Facebook rất thích hai cái mà bạn thả tim và bạn comment, thì Facebook được tính cái đó là cái gì là cái được tương tác. Các bạn có tư vấn về chụp ảnh, tớ sẽ dạy miễn phí. Thầy nói hay lắm, tất cả mọi thứ đều mất đi, chỉ có ảnh là xuất thần ở lại. Đúng rồi bạn Phạm Văn Thái ơi, chỉ có ảnh là ở lại thôi, ok chưa? Bạn Thái cũng tranh thủ mua hai cái quyển sách mình về đọc nha bạn Thái ơi, ok chưa? Sách Vượt Biển Lớn là đã ra được 15.000 cuốn rồi, và mỗi ngày một chút thôi là đã ra được 6.000 cuốn rồi, ok chưa? Bạn Thái chưa có nó, ok chưa? Vậy thì nó như thế nào thả tim, đọc bài viết của người ta, chúng ta thả tim, đặt hoặc là comment, thì hai cái yếu tố đó Facebook rất là thích bạn, bởi vì bạn làm gì bạn làm cho gì cho Facebook nó nhộn nhịp ra, nó ý nghĩa ra. Cái này hay nè thầy, giờ em mới biết cái này hay mà ý nghĩa nữa, thả tim. Cứ bình thường em hay like không ạ? Ok chưa? Like không được tính tốt bằng. Thả tim người ta vừa thích mà Facebook cũng thích bạn luôn. Nó là bạn chia sẻ nhiều thì mọi người cũng sẽ tương tác với bạn. Bạn Phong Phạm, em chờ cuốn thứ ba của mình. Đúng rồi, cái cuốn bán hàng online thì đang ngồi biên tập. Bạn Phong ơi, ráng cố gắng chờ khoảng 2 tháng nữa nhé. Bạn Phong ơi, ok chưa? Và cuối năm này thì cũng sẽ ra tiếp một cuốn nữa. Bạn Phong ơi, ok chưa? Nó là bắt đầu từ bây giờ, bạn thấy ai đó đăng hình đẹp, bạn cũng thả tim. Bạn thấy ai đó viết một cái bài hay, bạn cũng thả tim. Ok chưa? Bạn thấy ai đó nó như thế nào làm thế nào để có sách của thầy? Ok, bạn La Thị Nụ, em cho mình cái số điện thoại. Bạn La Thị Nụ ơi, em cho mình số điện thoại thì các em sẽ như thế nào các em phụ trách sẽ gọi điện thoại cho em, và sách sẽ được giao qua đường bưu điện tới nhà em. Hai quyển, quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi là sẽ là 210k, bao luôn free ship tới nhà bạn, rồi bưu điện giao đến nhà bạn thì bưu điện nhận tiền tại nhà em luôn, ok chưa? Nên là nó rất là tuyệt vời. Và em sẽ được add vào một cái group đó chuyên về kinh doanh riêng, sẽ chia sẻ em chuyên về kinh doanh riêng, ok. Em cũng đang chờ cuốn thứ tư. Vâng, bạn Đặng Giàu, cái quyển bán hàng online khoảng 2 tháng nữa có nha bạn Đặng Giàu ơi. Vâng, bây giờ mình quay lại chủ đề. Ok, dạo này đề tài ngày càng phong phú và thú vị thôi. Ok, đúng rồi bạn Long Hoa Bình ơi, chủ đề càng ngày càng phong phú. Ok giờ, vậy thì các bạn cần như thế nào cần phải thả tim và comment. Thì cái Facebook bạn nó có, nó rất là có giá trị đối với người khác, bởi vì các bạn thấy ai mà họ viết bài mà bạn nhảy vô họ, bạn comment người ta thích không? Rất thích, người ta rất là quý bạn, ai cũng thích bạn comment hết. Và bạn thả tim người khác thì người ta lại thích. Thì chính điều đó, Facebook như thế nào Facebook lại gì lại thưởng cho bạn.
thả icon trong comment dễ tương tác đúng không thầy? Thả icon trong comment chút chút thôi, comment vẫn cứ tốt hơn. Lâu lâu thả icon thì cũng tốt. À, ok chưa? À, các bạn à, em muốn mua thuốc cá cuốn của thầy, số điện thoại. Ok, cảm ơn bạn Thái rất là nhiều, tuyệt vời quá bạn Thái ơi. Ok chưa? Bạn Bảo Trí, ok, lần đầu tiên biết bạn Bảo Trí, à, rất vui được làm quen với bạn. Bạn La Thị Nụ ơi, cái số điện thoại của bạn đâu? Ok chưa? Cho xin số điện thoại của bạn. À, rồi bây giờ cái thứ chín. Cái thứ chín là cái gì ạ? Là cái yêu cầu người ta hành động. Ok chưa? Cái thứ chín là cái yêu cầu người ta hành động ghi vô. Phần lớn á, chúng ta quên mất nói người ta hành động. À, khi các bạn viết bài xong, bạn Việt Anh em lấy hai quyển sách của thầy. Ok, cảm ơn bạn Việt Anh nhiều. Chút xíu sẽ các em nó sẽ gọi cho em. À, cảm ơn bạn Phạm Phân Thả nhiều. Chút xíu trong ngày hôm nay hoặc ngày mai các em nó sẽ gọi. Cái thứ chín là chúng ta phải kêu gọi mọi người hành động. À, ví dụ như là bạn có một cái tấm hình hay thì các bạn phải viết cái câu ở dưới, các bạn hãy comment cho mình và viết về cảm nhận cái bài của cái hình của mình, rồi bạn yêu hay là bạn không yêu. À, hoặc là các bạn share cái tấm hình của mình về trang nhà các bạn. À, hoặc là cái live stream cũng vậy các bạn thấy rồi, trong cái live stream này nè mình liên tục kêu gọi các bạn hành động. Ví dụ mình hay nói các bạn là như này, các bạn hãy share cái live stream này về trang nhà các bạn đi. Tại sao bây giờ các bạn chưa share? À, share đi và bắt đầu mình thuyết phục các bạn. À, hãy share cái live stream này về để cho bạn đọc, à, bạn nhớ nó, bạn xem đi xem lại, và người thân của bạn cũng xem cái live stream này và họ cũng đã học được cái live stream này những cái điều rất là tuyệt vời, và bạn đang gieo những hạt giống rất là tốt. Bạn nào chưa chia sẻ thì bạn hãy tranh thủ các bạn chia sẻ chưa đi. Tại sao vậy? Tại sao bạn suy nghĩ hoài mà bạn không chia sẻ đó? Các bạn thấy tôi chưa? Nghĩa là vừa rồi mình đang làm cái việc gì ạ? Mình kêu gọi các bạn hành động là hãy làm gì ạ? Hãy chia sẻ cái live stream này đi. Một trong những nguyên tắc khi chúng ta chia sẻ lên Facebook cho nó hiệu quả thì chúng ta phải kêu gọi mọi người làm cái gì các bạn ơi? Các bạn comment xuống, chúng ta phải kêu gọi mọi người cái gì ạ? À, kêu gọi mọi người như thế nào ạ? À, ok chưa? À, anh như thế nào ạ? Kêu mọi người hành động. Các bạn hiểu chưa? Phải kêu gọi mọi người hành động. À, và các bạn thấy hồi nãy cũng vậy. Mình giới thiệu hai quyển sách rồi tiếp theo nó như thế nào ạ? Mình lại như thế nào ạ? Mình lại yêu cầu mọi người hành động là bằng cách là các bạn hãy mua hai cái quyển sách của mình trên khắp mọi miền đất nước. À, các bạn chỉ cần comment cái số điện thoại thôi, sách sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước thông qua bưu điện. Các bạn hiểu chưa? Và bây giờ các bạn hãy đăng ký số, các bạn mua ngay. À, các bạn hiểu chưa? Đó, cái cách như vậy người ta gọi là kêu gọi hành động. Có nhiều bạn làm mà bạn quên kêu gọi hành động đi. Bạn nhận ra điều này chưa? Ok, bạn Kim Ngân. À, rất vui làm quen với bạn Kim Ngân. Em đã có hai cái quyển sách của mình chưa? Bạn Kim Ngân ơi. À, vậy thì cái thứ chín là cái gì ạ? Kêu gọi hành động. Khi bạn viết một cái bài, bạn cũng yêu cầu người ta hành động là hãy comment xuống, hãy chia sẻ nó đi. Khi bạn post một cái tấm hình đẹp, bạn cứ kêu gọi người ta hành động. Và khi bạn live stream, bạn cũng yêu cầu người ta hành động. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Vậy các bạn thấy vừa rồi mình chia sẻ cái số 9, các bạn thấy nó tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Thì các bạn comment xuống đi. Các bạn thấy ồ, cái điều này nó vô cùng tuyệt vời. Và bạn cũng phải nhớ rằng là mỗi lần sau này mà khi các bạn live stream thì các bạn cũng phải làm cái việc này. Mỗi lần sau này khi bạn bán hàng trên Facebook thì bạn cũng phải làm việc này. Ok chưa? Bởi vì nó rất là hữu ích mà. Tại sao chúng ta không làm chứ? À, phần nhiều mọi người quên mất cái kỹ năng này. À, chào bạn Lê Hà. Lại một cách để phát triển kỹ năng. Ok, rất là tuyệt vời. À, bạn Nhân Nguyễn. Ok, rất là tuyệt vời. À, bạn Lê Hà. Bạn Nhân Nguyễn. Ok, bạn Nhân Nguyễn, em đã mua sách chưa bạn Nhân Nguyễn ơi? À, vậy thì cách làm như vậy, nhiều người họ đi bán hàng cũng vậy, họ gặp khách hàng cũng vậy, họ giới thiệu đã đời rồi họ quên mất cái việc kêu gọi hành động. Đó. Kêu gọi hành động là một thói quen, là một thói quen mà chúng ta phải luyện. Nhiều người họ đi bán hàng mà họ quên làm mấy cái công đoạn này là chừng cuối cùng họ không phải, họ lại cũng không có bán hàng tốt được. Đó. Nó là chúng ta phải, nhiều người có nhân viên, bạn huấn luyện nhân viên bán hàng rất là nhiều,
mà bạn cũng quên huấn luyện nhân viên cái cách kêu gọi hành động đi, thì cái hiệu quả nó cũng sẽ không cơ cao. À, nó là cái số 9. Mà mình luôn yêu cầu các bạn lại đi lại là các bạn phải có thói quen kêu gọi hành động ngay. Còn nếu các bạn không có cái thói quen đó thì các bạn như thế nào ạ? Các bạn lãng phí đi cái bài bán hàng nó rất là nhiều. Ok không? Bạn Bùi viết trong rồi. À, bạn Bùi viết trong rất là tuyệt vời. Hồi nãy mình cũng kêu gọi bạn Bùi viết trong hành động đó. Mình cũng nói là bạn Bùi viết trong ơi, tại sao em không mua hai cái quyển sách này đi Trung ơi? Và thế là Trung phải mua sách. Các bạn thấy hình dung ra điều này chưa? Cái đó người ta gọi là kêu gọi người ta hành động. Và đơn giản nghe thì nó dễ vậy á, nhưng mà không dễ làm đâu. Không dễ làm chút xíu nào. 10 người bán hàng thì hết 9 người không dám kêu gọi người khác hành động. Bạn nhớ như vậy đó. Cái sự kêu gọi hành động nó sẽ giúp cho bạn trở thành một người bán hàng rất là tuyệt vời, một người bán hàng rất là xuất sắc. Không phải đơn giản mà bạn làm được đâu. Đó là cái điều mà mình muốn gọi đến các bạn. Càng phải tập trung năng lượng và kêu gọi hành động. Ok chưa? DB là cái gì vậy bạn Phong ơi? Mình không hiểu cái chữ DB của các bạn. Và hồi nãy giờ sao không thấy các bạn comment xuống nè. Các bạn thấy những chia sẻ mình có hữu ích không? Hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn nói những cái chia sẻ này nó rất là tuyệt vời, nó rất là hữu ích. Không thấy các bạn chia sẻ xuống gì hết. Ok chưa? Kêu gọi hành động văn rất là tuyệt vời. Bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ đi. Ok chưa? Chào bạn Tây Nguyễn, lâu quá chưa gặp em. Em chưa chia sẻ cái livestream này nha. Bạn Tây Nguyễn ơi. Vâng. Và tiếp tục nữa. Ok chưa? Tiếp tục nữa là điều số 10. Cái okay, điều số 10. Điều số 10, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ điều số 10 chưa? Điều số 10 là nó như thế nào ạ? Bạn hãy thường xuyên gì ạ? Thường xuyên chia sẻ những cái câu, thứ nhất là những câu status ngắn. Các bạn thấy mình hay chia sẻ những câu status ngắn không? Nó có ý nghĩa. Hôm nay các bạn thấy mình hay có cái banner tím tím đó, mình chia sẻ bạn những cái câu status ngắn đó. Những cái câu status ngắn đó nó như thế nào ạ? Hoặc là những cái câu chuyện vui, những cái câu chuyện hài nó ngắn ngắn thôi. Hoặc là những đoạn video vui và hài ngắn ngắn thôi. Thì nó như thế nào ạ? Nó làm cho cái trang của bạn tương tác rất là cao. Tương tác rất là cao. Và Facebook rất thích điều này. Facebook vô cùng thích điều này. Ông chủ Facebook vô cùng thích cái điều này. Thường xuyên chia sẻ những cái status ngắn, kêu gọi hành động, nó có ý nghĩa trong cuộc sống. Nó có ý nghĩa mỗi ngày. Hoặc là một cái câu chuyện vui, một cái câu chuyện hài, một cái tấm hình vui, một cái tấm hình hài, một cái đoạn video. Ví dụ là bạn chia sẻ cái đoạn video, bạn đang ngồi, bạn ăn xoài, mà cái trái xoài nó chua, bạn chịu không được, mặt mặt bạn nhăn, nó trong vòng khoảng 1 phút thôi. Thì những cái dạng nó như vậy á, Facebook rất rất là thích. Sẽ được rất là nhiều người xem. Ok, bạn Lê Đào, cảm ơn bạn Lê Đào rất là nhiều. Lần đầu tiên biết em Đào ơi. Ok chưa? Lần đầu tiên biết về em đó. Ok chưa? Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ cho bạn 10 điều mà Facebook thích. Ok chưa? Thì các bạn hãy làm theo 10 điều này. Status chia sẻ của thầy rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Lộc rất là nhiều. Rất là tuyệt vời ạ. Vừa bán hàng vừa xem Facebook, không comment kịp. Ok. Tuyệt vời. Vậy thì mình muốn gửi đến các bạn những cái 10 điều tuyệt vời này của Facebook. Và hôm sau mình sẽ live stream cho các bạn về cái chủ đề là 10 điều mà Facebook ghét bạn làm. Ghi vô đây. Hôm sau mình sẽ chia sẻ bạn là 10 điều Facebook ghét bạn làm. Và bạn mà làm cái điều này là Facebook nó ghét lắm. Ghét lắm. Và nó làm cho trang Facebook bạn nó không có tương tác và nó không có hiệu quả. Những bữa sau mình chia sẻ cái chủ đề gì các bạn ơi? 10 điều Facebook ghét bạn làm. Các bạn ghi xuống 10 điều Facebook rất là ghét bạn làm. Ok chưa? Và bạn đừng có làm cái điều đó. Ghi xuống đi các bạn ơi. Và các bạn thấy cái buổi livestream này nó có hữu ích với các bạn mà. Nếu hữu ích thì các bạn comment xuống. Các bạn thấy rằng ồ, cái livestream này nó ra quá hiệu quả. Và hôm sau các bạn hãy nên xem tiếp. Bạn nào mà hôm sau thầy chia sẻ 10 điều Facebook ghét bạn làm rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và đã làm 10 điều Facebook ghét á thì như thế nào là không nên làm. Còn 10 điều Facebook thích á thì chúng ta làm.
ok chưa? Đó. Và bây giờ thì mình sẽ stop livestream và mình đi viết sách để tranh thủ ra cái quyển sách về online, bán hàng online để gửi đến các bạn. Bữa sau là chưa biết chừng nào bạn Thanh Phương ơi, lúc nào rảnh là tự nhiên lên livestream, biết đâu là chiều nay hoặc cũng có thể là tối nay, trong chiều nay hoặc là tối nay thôi, rảnh lúc nào là sẽ chia sẻ lúc đó. Ok. Các bạn nhưng mà chiều nay cũng có thể là chiều nay và cũng có thể là tối nay, mình rảnh lúc nào là mình lên mình chia sẻ lúc đó. Ok không ạ? Thầy chia sẻ quá tuyệt vời, dành hết thời gian viết bài. Ok, tuyệt vời, rất là bổ ích. Ok, rất là tuyệt vời. Và bạn nào chưa có sách của mình thì hãy comment xuống mua sách và mình sẽ gửi đến các bạn trên mọi miền đất nước thông qua bưu điện. Ok chưa? Hai cái quyển sách rất là tuyệt vời này. Và bạn hãy mua hai cái quyển sách của mình ngay nhé. Và về đọc hết các bạn vào một cái group riêng. Ok chưa? Một cái group riêng để chia sẻ bạn về kinh doanh. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn vào chiều nay hoặc là tối nay. 10 điều Facebook ghét bạn làm. Và bây giờ chúng ta nghỉ ăn trưa nhé. Bây giờ thì mình tranh thủ mình đi viết sách tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có một ngày nghỉ lễ 1 tháng 5 rất là ý nghĩa. Bye bye các bạn.